Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Cận cảnh Vespa S125EX 2001 phiên bản đặc biệt với một cái gam màu đậm cái chất cá tính. Cái dòng Vespa S125EX Monochrome Special Edition 2001 phiên bản mới đã chính thức ra mắt thị trường Đông Nam Á với một cái gam màu đen đậm cái chất quý rũ. Cái chiếc Vespa là một trong những cái dòng tay ga thuyền của Ý chưa bao giờ ngừng nghỉ phát triển đáp ứng các nhu cầu của lái xe ở mọi lứa tuổi. Nhân dịp kỷ niệm 10 năm của Vespa Hà Lan, hãng xe này đã đem đến một phiên bản là Vespa S125EX Monochrome Special Edition 2001 rất đặc biệt, đưa tới nhiều cái lựa chọn thú vị hơn cho người mua. Với một thiết kế phiên bản đặc biệt của cái dòng là Vespa S125EX lần này đã tạo cái sự ấn tượng nhờ vào một cái tông màu đen đậm cùng với những đồ họa trắng khá nổi bật. Xe được sản xuất với một con số rất đẹp hoàn hảo, chỉ đúng 1010 chiếc xe được bán ra. Phong cách xe tay ga mới của nhà Vespa cũng đậm cái chất thể thao. Cái sự tinh tế của xe được hiện rất rõ ở những cái vết cắt đồ họa với những cái điểm nhấn da màu trắng cho hai cái bên thân và yên xe. Đầu cũng được tăng cường thêm một kích thước nhờ vào một cái tấm chắn thiết kế hoàn toàn bằng da màu đen để đặt cái kính gió. Độ quyến rũ trên xe cũng được đẩy lên cao hơn nhờ vào một cái tay nắm và mâm xe hợp kim cũng được tạo một cái gam màu đen cực kỳ quyến rũ. Về mặt động cơ thì vẫn kế thừa phiên bản là 124,5cc phun sinh tử cho ra công suất khoảng là 7,6kW tại ngưỡng mùng tua là 7.600 vòng/phút. Mô men xoắn cực đại là 10,2 Nm, tại vòng tua máy là 6.000 vòng/phút. Đi cùng đó loại hộp số CVT. Vespa S125EX Monochrome Special Edition 2001 có mức giá bán thì chuyển lên thời khoảng 104.900 bạc Thái, tương đương gần 81 triệu Việt đồng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này, đừng quên like, subscribe.